tuyết sẽ không cộng một tin chip không email tin biển Đông báo người Việt có bài tổng. Hờ, Trung Quốc đưa chiến đấu cơ tàng hình tuần tra biển Đông. Về thái độ của lãnh đạo CSVN trước sự kiện, bạn vàng liên tục triển khai máy bay chiến đấu đời mới trên biển Đông, bài báo cho biết, không thấy Hà Nội có hành động gì dù là lên tiếng suông về sự thách đố ngang ngạnh của Bắc Kinh. Về chuyện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tết TBT Nguyễn Phú Trọng trong lúc Bắc Kinh tiếp tục gia tăng áp lực lên các vùng tranh chấp lãnh hải. Tác giả bình luận, Bắc Kinh vừa chúc Tết lãnh tụ đảng CSVN trong khi vẫn đưa các chiến đấu cơ tàng hình xuống Biển Đông để dằn mặt Hà Nội. Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc mua của Nga đang bay huấn luyện. Nguồn, Tân Hoa Xã. Mời đọc thêm, tranh cãi về niềm tin một ngày Trung Quốc sẽ trả đảo nhân tạo GDVN. TT Philippines dọa cho nổ súng nếu tài nguyên biển bị ăn cắp. AFI Mỹ sẽ cung cấp UAV do thám tiên tiến cho Việt Nam. VS Times lỗi hệ thống. Nhân dịp trang Nhà báo và Công luận dẫn lời Thủ tướng, cán bộ phải liêm chính mới tạo được niềm tin trong nhân dân. Báo Giáo dục Việt Nam hưởng ứng với bài tôi từng nói trước Quốc hội về các kiểu chạy trong xã hội. Chào đổi với TV báo GDVN, thủ DBQH Lê Văn Công nhận định về hiện tượng chạy chức, chạy quyền. Tôi thấy vấn nạn này ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thậm chí cấp cao hơn cũng có hiện tượng này. Trong buổi nói chuyện với các cựu cán bộ của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không quên tuyên truyền về vai trò sự liêm chính của cán bộ để tạo niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, sự thật không như lời ông Phúc. Theo thông tin từ ông Cuông, người ta muốn chạy vào chức ngon phải tăng cấp độ chạy, cạnh tranh đấu thầu cán bộ. Mời đọc thêm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Andy, một con người chính trực và một lãnh đạo nói hay. VNTV, công nhân Việt Nam báo Nhân dân có bài tránh tình trạng doanh nghiệp nợ lương và bảo hiểm xã hội. Bài báo lưu ý hiện tượng các doanh nghiệp nợ lương, nợ BSXS của công nhân đã và đang tiếp diễn. Tính đến tháng 10/2017, cả nước có 102.900 đơn vị đang nợ BSXS của 2,6 triệu lao động, tương đương 14.700 tỷ đồng. Chuyện doanh nghiệp nợ BSXS nhưng vẫn trừ phí BSXS vào lương công nhân đã dẫn đến nhiều vụ công nhân bức xúc tụ tập phản đối. Không phải tỉnh Đồng Nai dùng ngân sách tạm ứng lương cho công nhân là xong chuyện. Công nhân công ty TechL Vina vừa nhận tiền Tết vừa lo thất nghiệp, theo Vover. Bài báo cho rằng, điều đáng lo nhất hiện nay là vấn đề việc làm của gần 2.000 công nhân sau kỳ nghỉ Tết trong trường hợp công ty TechL Vina không tiếp tục hoạt động tại Việt Nam. Sở LDTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tại toàn bộ tài sản của công ty TechL Vina đã được niêm phong, giữ nguyên hiện trạng để xử lý theo quy định của pháp luật. Căn nguyên dẫn đến nghịch cảnh của những công nhân bị nợ lương chính là hệ thống công đoàn hữu danh vô thực do đảng CSVN kiểm soát. Như nhà hoạt động Đoàn Huy Chương từng phân tích, công ty TechL Vina luôn có công đoàn cơ sở cũng như công đoàn tỉnh Đồng Nai giám sát, nhưng những cơ quan này đã rất bị động trong chuyện bảo vệ quyền lợi công nhân. Mời đọc thêm, công nhân bị nợ lương, người vui, kẻ rơi nước mắt trong ngày nhận tiền. Dinh, Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ công ty KLTL Vina nợ lương công nhân SGGP. Hiện tượng, lạm phát, giáo sư báo tuổi trẻ bàn về căn nguyên, bùng nổ, giáo sư thêm thông tin về chất lượng của các tân GS, PGS. Không ít người chưa hề giảng dạy đại học và không có các công trình nghiên cứu khoa học thực sự. Theo bài viết, gốc rễ của hiện tượng này là quyết định số CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 9 năm 1976. Lúc lý tưởng cộng sản vẫn chưa nhạt, người ta chọn GS, PGS dựa trên thành tích chứ không phải nghiên cứu. Từ đó đến nay, quy trình xác định học hàm ở Việt Nam vẫn bám vào tư duy thời Liên Xô. Như GS Hoàng Tụy đã phân tích, các tiêu chuẩn định lượng bằng cách tính điểm như của ta có vẻ chặt chẽ khoa học, song kỳ thật là máy móc, hình thức và phi khoa học. Báo Giáo dục Việt Nam viết về sự việc, người có tên trong danh sách chuẩn giáo sư chưa phải là giáo sư.
từ sự kiện Thủ tướng Phúc yêu cầu Bộ trưởng GDP xem lại chất lượng của hơn 1.200 tân GS/PGS năm 2017, ông Trần Xuân Nhí, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phân tích, các cơ sở giáo dục đại học mới là nơi đưa ra quyết định bổ nhiệm, nên nếu thấy cá nhân nào không đạt tiêu chuẩn thì trường sẽ không công nhận nữa. LS Trần Vũ Hải viết, thông tin thêm về ông Phùng Xuân Nhà và chức Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Theo tin từ một quan chức trong Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, hồi giữa tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng BGD Phùng Xuân Nhà khi đó chưa là giáo sư, nhưng đã được làm chủ tịch của hội đồng này. LS Hải cho biết, tài liệu xác nhận thông tin này có đóng dấu mật nên không thể công bố. LS Lê Văn Luân bình luận, đây chính là lúc cấp thiết và phù hợp nhất cho việc các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ thật lên tiếng về và đấu tranh với những bất cập trong việc phong hàm từ hội đồng chức danh nhà nước để loại bỏ ra khỏi lực lượng và đội ngũ trí thức những kẻ học giả bằng thật. Hình minh họa, nguồn, TT mời đọc thêm, phong GS, PGS dễ dãi. Để ăn lương nhà nước là quá lãng phí, lạm phát GS, PGS, giá mà tăng. Tương xứng với chất lượng giáo dục, LD, kỷ lục số lượng giáo sư, phó, giáo sư, lượng có đi cùng với chất. VTV, giáo dục Việt Nam, loay hoay, cải cách, vô vở dẫn lời TS Giáp Văn Dương, đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp 4. Từ chuyện Việt Nam không có trường đại học nào trong bảng xếp hạng Đại học Châu Á năm 2018 của Times Higher Education, với hơn 350 trường được xếp hạng, TS Dương phân tích, nghiên cứu chiếm đến 60% các tiêu chí xếp hạng đại học, mà nghiên cứu của các đại học Việt Nam thì vô cùng yếu. Thầy giáo Nhật Khoa viết, tích hợp, 50, Bộ Giáo dục đang xây lâu đài trên cát. Bộ Giáo dục đang gấp rút làm SGK mới, dự kiến triển khai SGK chương trình mới theo kiểu cuốn chiếu từ năm học 2019-2020 ở lớp 1, 2020-2021 ở lớp 2 và 6, 2021-2022 ở lớp 3,7,10. Thầy Khoa cho rằng dừng lại bây giờ vẫn còn kịp, chương trình tích hợp môn khoa học tự nhiên và lịch sử, địa lý, nếu được áp dụng, sẽ thành thảm họa cho giáo viên và học sinh. Báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, phụ huynh phản ánh giáo viên ép học thêm, phòng giáo dục kiểm tra nói không có. Theo phản ánh của một phụ huynh, giáo viên ở trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã đe dọa, bắt ép học sinh tham gia học thêm ngoài giờ hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến khi kiểm tra, lãnh đạo phòng giáo dục quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phủ nhận chuyện này. Mời đọc thêm, nghỉ Tết có nên lì xì bài tập về nhà cho học sinh? DV Tết, xin đừng lấy quà cáp mà đo lòng thầy. LD, cô giáo lại bàn chuyện thưởng Tết giáo viên. DT, sao thêm một số tin Việt Nam, phỏng vấn nhạc sĩ Việt Khang, những ngày đầu tiên ở Mỹ, AFA. Dự án Long Phú 1 đã rút đơn xin tài trợ từ Exim Bank và thực hiện kế hoạch báo cáo tình hình doanh nghiệp cho chính phủ. TTXVN tăng cường công tác quản lý đất, quốc phòng, quân đội, nhân dân. Ngân hàng nhà nước siết giải ngân vốn vay bằng tiền mặt DS và PL, xử lý điểm nạn khai thác trái phép cát trên các sông Vu Gia, thu bùn nỗi lo thực phẩm bẩn. ND, Hiệp hội Taxi TPSCM, Uber, Grab lũng đoạn thị trường. Infanet, tin thế giới. Tin nước Mỹ, báo New York Times có bài lịch sử của Trump về việc bảo vệ những người đàn ông bị cáo buộc tấn công phụ nữ. Bài viết liệt kê những người đàn ông như Jack Potter, Roy Moore, Bill Hall, Riley, Jazzer Ice đã bị cáo buộc có các hành vi sai trái hoặc tấn công tình dục phụ nữ, nhưng đã được ông Trump lên tiếng bảo vệ bởi họ chính là hình ảnh của ông ta. Tạp chí Time viết về cô Jenny Willoughby, một trong hai người vợ cũ của Jack Potter, thư ký tòa Bạch Ốc, đã từ chức vài ngày trước vì bị cáo buộc bạo hành hai người vợ cũ. Do ông Trump bênh vực ông Potter về vụ bạo hành vợ cũ, nên cô Willoughby nói rằng, TT Trump sẽ không làm giảm sự thật của tôi.
Mời đọc thêm, Venice Weller chỉ trích thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ đảo chính lật đổ Tổng thống Maduro, AFI. Tin Bắc Hàn đưa tin, Phó TT Mỹ Mike Pence không hài lòng về sự hiện diện của em gái Kim Jong-un tại Thế vận hội. Phóng viên AFI tường trình, Mike Pence không tìm cách che giấu sự bực tức khi biết em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi cách ông chỉ vài mét. Trong lễ khai mạc Thế vận hội, Mike Pence có nhìn thấy em gái ông Kim Jong-un không? Ông Pence dường như cố không quay đầu về phía bà ấy. Báo Dân Việt có bài, Mỹ đứng ngồi không yên vì cuộc tấn công quyến rũ của Triều Tiên. Khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ra sức làm ấm quan hệ với Triều Tiên, Mỹ mạnh mẽ cảnh báo Seoul tránh rơi vào cuộc tấn công quyến rũ của Bình Nhưỡng. Mời đọc thêm, Mỹ, Hàn không có chia rẽ về Bắc Triều Tiên, BBC. Em gái Kim Jong-un rời Hàn Quốc sau chuyến thăm được xem là thành công, AFI. Triều Tiên không xác nhận mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng, ANTD. Báo Trung Quốc dự đoán Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Bình Nhưỡng, TTXVN. Nhân vật gây chú ý nhiều nhất tại Thế vận hội Pyeongchang Trang 2018 là ai? TQ. Người nước ngoài tưởng Thế vận hội tổ chức ở Triều Tiên, PLTP. Đa số người dân Nhật Bản ủng hộ gia tăng sức ép với Triều Tiên, TTXVN. Thế vận hội bị tấn công mạng, ban tổ chức quyết không tiết lộ thủ phạm, Infanet. Tên lửa bí ẩn của Triều Tiên khiến Mỹ lo ngại, VNN. Nhân quyền ở Trung Quốc sau khi Bộ Công an Trung Quốc tổ chức cho ông Quế Dân Hải họp báo, tuyên giáo Trung Quốc cho Hoàn Cầu Thời báo công kích Thụy Điển. Ông Quế Dân Hải là người Thụy Điển gốc Hồng Kông và là một trong năm chủ nhà xuất bản sách nổi tiếng ở Hồng Kông. Nhưng cuốn sách ông xuất bản đã làm cho Bắc Kinh khó chịu, nên ông bị họ bắt rồi thả nhiều lần. Ba tuần trước, ông bị an ninh TQ bắt cóc. Hôm mùng 9 tháng 2, Bộ Công an TQ tổ chức họp báo cho ông Quế Dân Hải, rồi cho báo chí công bố cuộc phỏng vấn qua video, trong đó ông Quế cáo buộc chính phủ Thụy Điển tìm cách gây áp lực về vụ việc của ông. BBC đưa tin, Hoàn Cầu Thời báo cáo buộc Thụy Điển đã lừa ông Quế Dân Hải vào một kế hoạch được thiết kế nhằm đưa ông ta thoát khỏi sự giam giữ của Trung Quốc. Sao Trung Đông, chiến đấu cơ bị bắn hạ, Is the oanh kích si gì ớ, Voa Thủ tướng Is the ở cảnh báo thế giới và Iran, AFI. Su-25 Nga bị bắn hạ tại si gì ớ, Mỹ dàn xếp cuộc phục kích, VS Times. Hổ si gì ớ, giáng đòn chí mạng, Is gần 100 phiến quân bị diệt, VS Times. Tổng thống Nga kêu gọi Is the ở tránh gây vòng xoáy bạo lực mới ở Syria, ND. Sao các tin thế giới khác. Miến Điện, binh lính, cảnh sát sẽ bị trừng phạt vì giết người dâu, in Gaza, AFI. Hàng nghìn người Philippines ở Coes muốn về nước, Voa. Thái Lan, hàng trăm người biểu tình chống độc tài, AFI. Anh hối thúc Myanmar hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng dâu, in Gaza, TTXVN. Thủ tướng Anh sắp có bài phát biểu quan trọng về Brexit, VLV. Brazil điều tra cáo buộc Tổng thống tham nhũng, ND. Về tai nạn máy bay Nga, phi cơ rơi vài phút sau khi cất cánh từ Moscow, BBC. Rơi máy bay ở Nga, 71 người thiệt mạng, Voa. Vụ tai nạn thảm khốc, máy bay Nga bốc cháy trước khi lao xuống đất, tin tức Nga điều tra hình sự vụ máy bay An-148 rơi khiến 71 người thiệt mạng, VLV. Tuyết sẽ không cộng một tin chít không email.